Chất lượng quản trị công ty của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam hiện nay vẫn đang là một thách thức lớn đối với chiến lược phát triển thị trường chứng khoán và mục tiêu nâng hạng thị trường. Thông tin được các diễn giả chia sẻ tại hội nghị nâng cao chất lượng quản trị công ty cho các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam tổ chức chiều nay tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Theo lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, việc cải thiện quản trị công ty đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết do một số yếu tố. Thứ nhất là tăng cường tính minh bạch và báo cáo tài chính. Việc nâng hạng đòi hỏi các doanh nghiệp phải tuân thủ các tiêu chuẩn báo cáo tài chính và quản trị công nghiệp nghiêm ngặt hơn nhằm đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư quốc tế. Và thứ hai, tiêu chuẩn quản trị để đáp ứng các yêu cầu nâng hạng. Thứ ba là tăng cường quản lý rủi ro và tuân thủ quy định. Thứ tư là thu hút đầu tư và cải thiện hình ảnh doanh nghiệp. Việc nâng hạng sẽ giúp các doanh nghiệp niêm yết thu hút được nhiều vốn đầu tư từ các quỹ quốc tế, nâng cao tính thanh khoản của cổ phiếu và cải thiện hình ảnh của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế. Và cuối cùng là phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội. Các yêu cầu về môi trường, xã hội và quản trị ESG sẽ trở nên quan trọng hơn khi thị trường chứng khoán được nâng hạng. Và có thể thấy rằng việc nâng hạng thị trường chứng khoán không chỉ mang lại những lợi ích kinh tế to lớn mà còn là động lực mạnh mẽ thúc đẩy các doanh nghiệp cải thiện quản trị công ty. Điều này không chỉ giúp các doanh nghiệp nâng cao uy tín, thu hút đầu tư mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai.